Đó là mình ngồi hiện tại bây giờ là 1:10, mình đang chờ khách nè. Mà các bạn biết không, trời giờ nắng gắt lắm nên mình kiếm chỗ mình cứ nằm mấy rồi mình tắt ra luôn. Tại bên kia nắng quá, mình đứng bên đó xíu chừng 5-10 phút là mình mệt lắm. Giờ đang chờ khách nha, chờ khách đi gần lắm. Cúp xe này được 9.445 đồng, thì đơn nào mình cũng phải chấp nhận mình chạy các bạn, chứ mình không có chơi một chút nào cả. Có chỗ mát là mình đậu khách xuống thì khách gọi cho mình thì mình chạy tới. Mà các bạn biết rồi, giờ này nắng gắt lắm, nắng có nói mình khó chịu lắm, mệt nè, nhức đầu nè. Giờ là còn chưa ăn trưa cái này, gọi cá xong mình đi. Mình đi về trường Hoàng Sa à. Về lại đi. Lên em chạy luôn. Thôi chưa giờ nắng quá, kiếm cái nấp. Video sau nhé, nhớ là like, follow và đăng ký kênh, và đừng quên là bật thông báo để xem tất cả video sau của mình nhé. Bye.